啊，我喺某地方刚是失业工作，刚是失业谈的就应该失业的人老的人工作，啊，地方石头工作，地方石改的啦，地方福音啊，啊，刚是兄弟啊，刚是失业工作啊，哈利路亚，我买啊。真的，有的。Look, take the gun, chúng con luôn trong đời sống kính sợ chưa? Một chút đi. Oh, but it's the la 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 Giờ xin kính mời đội Sài Gòn. Rồi văn phòng chúng ta sẽ có một chương trình sửa đổi. I'm gonna show you.
Bagai bidadari, bidadari.
tim manja. Ya ya bapak ojo itu kalau saya tentu bukan kau. Dengan dirimu saja emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik cantik gini hanya untuk dirimu. Emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi cantik. Có vấn đề xảy ra về âm thanh. À, nhưng mà tôi tin rằng sự sống của Chúa không hạn chế trong âm thanh. Amen không ạ? À? Amen không ạ? À? Ngài đang ở đây với chúng ta. Ngài đang ở đây với chúng ta. Theo một cách thông thường thì hệ âm thanh này không thể làm việc trong sáng hôm nay. Nhưng mà sáng nay chúng ta vẫn thấy, chúng ta vẫn nghe được tiếng của người hướng dẫn. Thì đó là cách mà Chúa đang làm. Amen không ạ? À? Có thể chúng ta sẽ sử dụng đàn thù guitar. Nhưng tôi tin rằng tất cả mọi phương tiện chúng ta, thì chúng ta biết rằng Chúa đang hiện diện và Ngài đang sẵn sàng đụng chạm thăm viếng. Không căn cứ vào những phương tiện hiện đại chúng ta có, nhưng mà căn cứ vào tấm lòng. Hãy nói với bên cạnh rằng bạn có tấm lòng, tôi cũng có tấm lòng. Bạn khát khao, tôi cũng khát khao nữa. Và Chúa là cha quyền năng của chúng con. Vậy là chúng con đến với chính mình Ngài và nay xin quyền năng sự sống mới của Chúa trên hết thảy chúng con. Những anh Chúa xin Ngài ở đây thăm viếng và bày tỏ quyền năng lớn lao của chính mình Ngài. Những anh Chúa chúng con cầu nguyện cho ban âm thanh. Ôi Chúa, nguyện Ngài đụng chạm để rồi hệ thống âm thanh hoạt động lại bình thường. Trong danh của Chúa, nguyện Ngài ở đây thăm viếng, ban ơn trên hết thảy dân sự của Ngài. Ô, chúng con khát khao Ngài, khát khao sự sống của Chúa trên mọi chúng con. Buổi sáng nay sẽ là buổi sáng của Thánh Linh của Ngài. Đó là thì giờ Thánh Linh của Chúa hành động trong lòng các bạn trẻ. Đây là một khoảng cách diệu kỳ. Các bạn sẽ bước đi và kinh nghiệm quyền năng của Ngài trên đời sống. Hãy nắm tay người bên cạnh của mình.
lên Chúa rằng: Chúa ơi, hôm nay chúng con xin Ngài Chúa ơi, Ngài đến viếng thăm dân tộc của chúng con, và Ngài cũng như kết nối và kết hiệp chúng con lại là một ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Vì có tình yêu thương của Ngài. Thank you.
nhiều cho nữ thái biết lợi biết đau nữa. Ta hạ lớp thí và cầu nguyện cho người biết thái biết lợi ta. Có thể lúc nào ông cũng biết được năng đề của người anh em cũng là chị em chúng ta đang gặp lại vấn đề gì, nhưng mà hãy cầu nguyện bảy đức tin và tôi tin rằng Chúa mà sẽ hướng dẫn và Chúa mà sẽ chỉ cho các bạn biết rằng các bạn sẽ cầu nguyện cho người bạn của mình là như thế nào. Hãy dâng dĩ lên, hãy dâng dĩ lên và hãy cầu nguyện cho người bên trái bên phải của chúng ta, hãy cầu nguyện chúc phước cho họ, hãy cầu nguyện sự yêu một đêm, hãy cầu nguyện cho tình yêu thương của Chúa, hãy cầu nguyện cho sự thắng vinh của Chúa cho người bạn của mình, cho chính mình và cho người đất nước Việt Nam chúng ta. Chúa, chúng con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Ngài, con đến với Chúa với tấm lòng đau phục Ngài, đau phục Ngài và hạ mình xuống để mà đến với Ngài. Xin nhân lên Chúa thì hiện tại Chúa ơi, xin nhân mỗi một chúng con như sự của Chúa, chúng con đau phục Chúa thánh linh Ngài Chúa ơi, con giao phó thì hiện tại, con giao phó kế hoạch, con giao phó chương trình và con sự hướng dẫn của Chúa và sự tế tế lên Ngài Chúa ơi. Anh chị em chúng ta bên cạnh của chúng ta, hãy bày tỏ của sự hiệp một, hãy bày tỏ tình yêu thương của Chúa đang ở trong tâm lòng của chúng ta. Chúa ơi nguyện hiện I'm going to be
Thank you.
Jesus, Jesus, Jesus.